Và xin giới thiệu với anh em. Đây là chiếc Casio hoạt băm mới nhất hiện tại của bên mình. Em nó được thiết kế dạng dây da, vỏ mạ vàng rất là đẹp. Mặt là mặt xanh dương với kim có dạng quang lịch ngày góc 3R 3 giờ và lịch tuần từ 7 đến 9 giờ. Con này chống nước là 50 m với kính là kính thường. Vỏ em nó được mạ vàng rất là đẹp. Vàng này là 24K thì phải, em không nhớ. Với size mặt của em này nó rơi khoảng 38.5 thì rất phù hợp với anh em cổ tay nhỏ từ 16.5, từ 16, từ 10, chắc là 15.5 có thể đeo được. Đến 17 đeo em nó rất là ok ạ. Ở đây, đây là một số chi tiết của em nó. Em sẽ đó, mặt băm, cái phần băm, viền băm này rất giống con Rolex nha, rất là hiện đại.